Ông chú lạ mặt lợi dụng vụ tai nạn giao thông để tranh thủ thu phí xe vào cao tốc. Ngày 2 tháng 8, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông lạ mặt gõ cửa từng xe ô tô để thu phí vào cao tốc Vân Đồn - Móng Cái. Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên tuyến quốc lộ 18A, đoạn qua địa bàn xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo do anh QVL, 36 tuổi, trú huyện Tiên Yên cầm lái chạy hướng thành phố Móng Cái, thành phố Hạ Long, và xe tải do anh NVD, 34 tuổi, trú huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội lái chạy chiều ngược lại. Vụ va chạm khiến cả hai xe hư hỏng nặng, giao thông tuyến quốc lộ 18A bị ách tắc nghiêm trọng cả hai chiều. Trong lúc lực lượng chức năng đang điều tiết xử lý vụ tai nạn, nhiều xe đã chủ động đi theo lối mở tạm phục vụ thi công tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái để quay đầu về hướng Tiên Yên đi nút giao Mũi Chùa. Tuy nhiên, điều đáng nói không phải vụ va chạm trên, đáng chú ý một người đàn ông cơ hội đã tranh thủ tự ý đi thu phí các xe đang quay đầu. Toàn bộ hành vi của người này đã bị người đi đường quay video lại. Khi phát hiện sự việc, đơn vị thi công và chủ đầu tư dự án đã báo cáo công an xã Đông Ngũ, huyện Tiên Yên xử lý, nhưng người đàn ông đã lén lút rời đi. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển hạ tầng Vân đã có văn bản gửi công ty Quảng Ninh, công an các huyện Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và thành phố Móng Cái phản ánh sự việc. Theo đại diện đơn vị, lối mở trên nhằm phục vụ các phương tiện thi công, hoàn thiện tuyến cao tốc ra vào và tại đây chưa bố trí cán bộ trực chốt. Trao đổi với báo chí ngày 2 tháng 8, Công an huyện Tiên Yên, Quảng Ninh cho biết đang điều tra vụ việc. Còn bạn thấy sao về pha lợi dụng tai nạn để thu phí xe này? Comment cho chúng tôi biết với nhé. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để cùng chúng tôi cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong cuộc sống. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.